TTK hát có gửi bài thơ Đan Áo đến cho một người bạn gái tên là Tuyết. Không ngờ bài thơ đó đã được cô Tuyết gửi đăng trên báo Phụ Nữ Thời Đàm lúc bấy giờ. Sau khi bài thơ được đăng, thì dư luận lại càng xôn xao hơn. Người ta bàn tán nhiều về TTK hát. Người ta còn tò mò muốn biết rõ đời tư của người đàn bà đau khổ có cái tâm sự bi thương kia. Rồi người ta thêu dệt nên nhiều chuyện. Có kẻ bảo rằng nàng đẹp và buồn lắm, mắt mơ màng, người mảnh khảnh, và còn nhiều, nhiều nữa. Nào là chồng nàng còn là một người khắc nghiệt và luống tuổi. Kính mời quý vị nghe qua bài thơ Đan Áo. Chị ơi, nếu chị đã yêu, đã từng lỡ hái ít nhiều đau thương, đã xa hẳn quãng đời hương, đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng, hay chăng chị mỗi chiều đông đáng thương những kẻ có chồng như em, vẫn còn giá lạnh trong tim, đang đi đang lại áo len cho chồng. Con chim ai nhốt trong lòng, hạt mưa nó rụng bên sông bơ thờ. Lưng trời nổi tiếng tiêu sơ, hay đâu gió đã sang bờ ly tan. Tháng ngày miễn cưỡng em đang kéo dài một chiếc áo lam cho chồng. Như con chim nhốt trong lòng, tháng ngày than tiếc ánh hồng nơi nao. Ngoài trời hoa nắng xôn xao, ai đem khóa chết chim vào lồng nghiêm, ai đem lễ giáo giam em sống hờ hết kiếp trong duyên trái đời. Lòng em khổ lắm chị ơi, trong bao ngờ vực với lời mỉa mai. Quang cảnh lạ, tháng năm dài, đêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình. Thank you.